Xin chào cả nhà đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây ở đâu? Ở đây là ở Edmonton, Alberta, Canada. Ở đây là chợ Costco. Hôm nay đi chợ Costco. Luôn tiện quay đoạn phim để gửi đến cho quý vị xem. Costco là cái chợ bán sỉ của Tây. Ở đây phải có cái thẻ thành viên. Mỗi năm như vậy là phải trả khoảng chừng cỡ 60 đô Canada thì mới vô được cái chợ này. Cái chợ này là người ta đi rất là nhiều. Tới đây mà mỗi lần mà kiếm cái chỗ đậu xe thì cũng rất là khó, cũng đậu hơi xa. Cái bãi gần với cái tiệm thì nhiều lúc cũng tìm cũng hơi khó, cũng đi qua cái bãi bên kia thì sẽ cái chỗ nó cũng nhiều. Ở đây cũng có cái xăng, bởi vì có thể vô đây là đổ xăng thì nó cũng rẻ hơn ở ngoài, khoảng chừng cỡ 5-6 xu một lít, nhưng phải cần cái thẻ thành viên mới đổ được. Ở đây có chỗ đậu xe này, vô đây đậu để đi chờ chỗ gần. Đậu đây đi xe cho khỏe luôn. Quay cái chỗ bán điện tử cho quý vị xem này. Đây có bán cái TV 75 inch 2700 đô. Đây có cái TV Sony này, Sony 75 inch này đang giảm giá này. Còn ngàn tư quý vị không biết là giá bao nhiêu, bây giờ xuống còn ngàn tư. Cái này thì ngàn hai, bây giờ xuống còn ngàn đô, bớt được 200. Này là cái hiệu TCL, TCL, hiệu này là chắc nó mới ra này. Xưa giờ thì tôi chưa có thấy cái hiệu này ở đây. Còn là Sony, Samsung và LG, ba cái hiệu đó. Đây cái hiệu này cũng các bạn này. Ôi cái này là cái giá đặc biệt quý vị ơi. Cái này là cái mà họ trưng bày bây giờ họ để bán này, còn cái cuối cùng này. Quý vị nào mua thì bớt được 400, 300. Cái này là hồi xưa 140 này, bây giờ nó bán cái này còn có 1.000, bớt được 300, cái cuối cùng, cái trưng bày đó quý vị. Cái này thì 70 in 1.001, cái này nó bán hết rồi, không còn nữa. Đây, cái này thì cộng hiệu TCL 70 inch, cái này nó còn có 450 thôi. Ồ, cái này hơi đắt này. Cái này đắt đó quý vị, cái này 2400, 65 inch, nhỏ hơn cái đầu kia mà 2400 luôn. Cái này còn đang bớt mà không biết là bao nhiêu. Cái này thì có bạn mấy cái loa Bluetooth, cái Bluetooth này thì nó cái hiệu Anker. Cái này quý vị có Bluetooth á, mấy cái iPhone nó về Samsung phone quý vị cài vào đây là nó bán cái này có 150 đô. Cái này thì không có bớt. Đây có cái càng nó bỏ cái này để bắt mấy cái TV 3. Ở đây cũng còn bán mấy cái điện thoại này, trời ơi mấy cái này mà bây giờ đâu có xài nữa, ở nhà cũng có mấy cái mà không xài nữa rồi, bây giờ toàn là xài điện thoại di động không à. Cái này bây giờ bạn ai mua trời, chắc cũng là để đây để bạn cho mấy cái công ty làm việc ở nhà, bây giờ không thấy ai xài cái loại này nữa. Ok, thank you. Đây
đây cũng có bạn TV nữa nè, cái này 55 inch 600 độ. Cái này là Hisense, cái này cái loại TV này cũng rẻ quý vị. Cái loại này thì cái hình nó không có được đẹp mấy. 58 inch nó bán có 415 đồng thôi. Còn cái này thì Hisense luôn. Cái này cũng 65 inch mà còn 550 đô thôi. Mấy cái hiệu này, mấy cái TV này nó rẻ lắm. Cái hiệu này nó rẻ hơn so với Samsung với là Sony thì cái hình nó không có được đẹp lắm, nhưng mà nó cũng không rẻ hơn. Cái này là LG này, LG này cộng coi cũng ok này. Người Việt mình thì thích Sony với là Samsung. Cái này có 844 đồng mà nó bán hết rồi. Đây cũng có cái Hisense 65 inch mà có 700 đô thôi. 65 inch mà 700 đô, quý vị rẻ ha. Cái hiệu này thì người Việt mình ở đây ít người họ mua lắm. Đây cũng có cái Sony nè, Sony này 65 inch mà 900 đồng á. Đi qua đây quý vị xem, đây cũng TV nè, Samsung 58 inch mà 650. Còn bên này 55 inch mà tới ngàn chín luôn quý vị. Samsung đắt không so với cả bên kia có 500 và cái này đó gấp gần hơn 3 lần. Cái LG này 500 inch, 55 inch mà có tới ngàn chín đồng đó quý vị. Quý vị thấy cái hình nó rõ, nó sáng, nó đẹp á. Còn cái này Samsung này, Samsung 55 inch này, 1.6 này. Cái này người Việt mình mua nhiều, Samsung và Sony. Ai cái hiểu đó, người Việt mình trùng lắm, giống như mà iPhone vậy đó. 55 inch, 1.000 đô, quý vị. 1.000 đô. Này, cái này 55 inch mà 800 đồng á. Cái này khoảng 750, 750, 55 inch đó quý vị. Cái này 55 inch mà 600 nè, 55 inch 600. Cái này 50 inch này, cái này 50 inch là 500 này. Cái này nhỏ 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 này bỏ phòng ngủ được á quý vị. Bỏ phòng ngủ được á. Cái này nhỏ này, cái này nhỏ 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 2 sen, mua cái 2 sen này 50 quý vị bỏ trong bếp á. Quý vị vừa nấu ăn vừa nấu ăn nè, những đang quảng cáo kìa. Quý vị vừa xem YouTube cũng ok á. Đây cũng còn bạn mấy cái đồ, mấy cái này á, còn bạn gì đấy, mấy cái này là mấy cái cạnh đeo tai nghe này, cái Beats này, bây giờ là Apple nó mua rồi, Apple nó mua cái tiệm này rồi, cái hiệu này Beats này đó, bạn đang bán 200 quý vị. Bose này, Bose 400 đồng và cái này cũng đắt ha.
có cái miếng nhừ này, này. Có cái này nó bỏ vào trong cái lỗ tai của quý vị thì nó quý vị nghe nó rõ hơn, và quý vị không nó tập thể dục thể thao hay là chạy nó không có rớt, không xúc ra ngoài. À, cái này nó có cái drone, quý vị nào muốn mua drone này, có bản drone này, có hai loại đó. Drone này là mini 2, này là mini 3 Pro. Giá cái mini 2 là 470, còn cái giá mà mini 3 cái đó là mới đời mới ra là nó bán $1,000 đó quý vị. Chắc là một mình không có tiền phải mua cái này để quay phim, quay video cho quý vị xem. Bây giờ chưa có nữa. Đây có bạn mấy cái camera, quý vị nào ở nhà mà mua cái này về để bắt ở nhà đó, dựng nhà, căn nhà, có nhà ha, khỏi cần phải lo sợ gì. Cái này nó đang bợt này, bợt 150 á, bợt 150. Cái này là cái hiệu Lorex 4K đó quý vị, sáng lắm, 4K cái này sáng lắm, giá của nó là 700, bây giờ nó còn có 550, bợt được 150 quý vị. Đây có mấy cái, đây các bạn mấy cái thùng filter này, máy vi tính đó quý vị, máy vi tính này á đó. Đó, cái máy này là có cái màn hình luôn ha, hay là cái này có cái màn hình luôn, các bạn có ngắn quá quý vị. Ồ, đây cũng có này, đây cũng có, đây là chỉ cái máy vi tính không thôi, không có cái màn hình á. Cái này là $1,000, đây màn hình, đây cái này hai cái nè, hai cái này là 370, 370 hiệu LG á, LG 370 bây giờ đang bật 70 là còn có 300, còn 300. Đây cũng có một cái LG này, LG 450 quý vị, cái này chưa có bật á. Màn hình cong này, đó, màn hình cong mà quý vị nào mà thích cái màn hình cong quý vị mua cái này á, 350 á, cái này bạn chạy lắm, hiệu Acer thì nó cũng ok. Cái này hiệu Acer nó còn rẻ, cái này các bạn thấy thang rồi quý vị ơi, cái này nó hết rồi, không còn nữa, 350 thôi. Ồ, cái hiệu này mới nè, không phải mới, mà cái hiệu này hiệu HP đó, Hagfer đó, Hagfer là cái hiệu này nổi tiếng lắm, Hagfer mới này là Omen mà. Cái này mới nhìn cái chữ Omen là tưởng là cái hiệu Omen, mà có cái chữ Hagfer đó, biệt là hiệu HP. Cái này có binh này, có cọc binh này, quý vị nào mà làm gì mà cần thiết quan trọng mà sợ mất điện đó, ở nhà hay bị cúp điện đó, quý vị mua cái cọc này 200 á, quý vị gắn máy vi tính vô laptop quá ha, lúc ở nhà cúp điện thì cái này nó giữ cho nó có điện chạy cái máy cho quý vị đó. 200 đồng thì quý vị khỏi cần phải sợ nó cúp điện gì hết đó. Cái này thì nó giữ cũng được, chắc cũng tùy theo loại. Cái này thì không biết là nó được 530 phục các quý vị. Cái này nó chạy cho mình được 527 phục đó. Thì 527 phục các quý vị được mấy giờ đó, thì quý vị chờ điện lên lại rồi quý vị mới khỏi lo sợ gì đó. Ok, cái hàng điện tử ở Costco ở đấy mình giới thiệu cho quý vị, để cho quý vị xem ở đây nó bán gì điện tử gì á. Rồi xin chào quý vị, hẹn quý vị lần sau nha. Ok, bye bye.